Ở trước mắt toàn thể các bác đây là một cái mẫu xe đời khá là cao, 2012 luôn các bác nhá. Các bác nhìn đây thì mình biết là chiếc xe tên là gì rồi, đúng không ạ? Chiếc xe Toyota Innova 2012 đây, form dáng mới rồi, biển Hà Nội, tên tư nhân, với nước sơn rất là bóng đẹp luôn. Chiếc xe này với cái màu là màu vàng lâu các bác nhá. Đây, mời các bác đi xung quanh một vòng xung quanh xe này. Chiếc xe với phần hình thức rất là đẹp, đúng không ạ? Giá tiền các bác bỏ ra thì cũng chỉ có hơn 200 triệu thôi nhá, hơn 200 thôi. Thì mình đã sở hữu, đã có quyền mua chiếc xe này về dùng rồi này các bác này. Đấy, form mới, đèn trên khác và đèn dưới cũng có sự khác biệt rồi, đúng không ạ? Phần nội thất ở trong cũng có sự khác biệt rồi các bác nhá. Có sinh nhan trên gương này, rồi la răng đúc đầy đủ này. Lốp của xe này vẫn còn khá là dày luôn. Đây nội thất bên trong đây. Đây các bác nhìn này. Cái phần vô lăng của nó cũng đã được cải tiến nên là rất là khác biệt rồi. Và đây các bác nhìn này, vô lăng của xe là nó không bị mòn này, không bị kém, không bị mòn này, vô lăng đẹp chưa này, đúng không ạ? Gương kính điều chỉnh điện các bác nhá, đừng nằm ở đây. Có túi khí an toàn này các bác này. Đấy, màn hình cam lùi, điều hòa mát hai dàn, đăng kiểm tháng 4 năm 22, hai dàn mát lạnh, đây dàn nữa các bác nhá. Đấy, chiếc xe này em mua của một người trên Hà Nội đây, người ta bây giờ là do không có nhu cầu sử dụng nữa, bây giờ người ta mua chiếc xe xúc động người ta đi, thì bây giờ đã để lại cho em cái chiếc xe này, thì ngày hôm nay giới thiệu lên, quay lên cho các bác xem chiếc xe này để các bác mình biết bác nào đúng chân, bác nào mà đang có tầm tiền hơn 200 triệu muốn mua chiếc xe Innova đời cao cao một chút. Chiếc này là ok đây, chiếc này rất là chuẩn luôn này. Đây phần nội thất bên trong đây nhá, nội thất bên trong đây. Đây bây giờ sẽ quay các bác mình xem luôn. Này tóc đi tóc lô nó sáng đẹp này các bác này. Đấy. Đây. Tất cả mọi thứ, tất cả mọi chi tiết của chiếc xe làm sao quay cho các bác xem được kỹ nhất các bác nhá. Đấy. Các bác ưng mình nhấc máy gọi điện cho bên em để được chốt giá chiếc xe này. Đấy, giá em ghi lên tiêu đề rồi, vẫn còn bớt thêm. Mình muốn có một cái mức giá tốt, mình hãy alo trực tiếp các bác nhá. Đấy, gương kính đây, đây gương đây. Đấy. Táp lô táp ni đẹp, sáng, tươi. Đây các bác xem. Vô lăng đẹp, bốn chấu. Các bác nhìn qua vô lăng này các bác biết rồi, đúng không ạ? Biết được chất lượng của xe rồi. Côn số lái rất là nhẹ. Đấy, đồ nhựa bên trong đẹp. Đấy, phanh ăn. Côn nhẹ các bác nha. Trần lý đẹp. Hai dàn điều hòa. Có bốn cửa gió được làm ở trên trần đây. Đấy, trần lý đẹp này các bác này. Bác nào mua em ship xe đến tận nơi cho các bác mua nhá. Đấy, các bác xem nội thất bên trong đây. Đây, nội thất bên trong đây, các bác xem này. Đây, nội thất của xe rất là rộng rãi, hàng ghế trước sau nó rất là dài, rộng. Đấy. Đây. Đây có cái lỗ người ta trước là nó quay kính và chiếc này thì cũng đã được người ta lắp cái chỗ lỗ này, bây giờ người ta lắp nó chiếc các bác nhá. Lỗ là lỗ quay kính các bác nhá, chứ không phải là lỗ gì đâu. Đây. Các bác luôn xem cái phần nội thất bên trong. Em đang quay tương đối là kỹ và chi tiết đúng không ạ? Đây lốp rất là dày luôn này các bác này. Đây, lốp vỏ xe rất là dày. Lớp sơn của xe cực bóng luôn. Soi gương này, nét nẹt luôn. Cửa đóng êm ái nhẹ nhàng. Đây, đứng đây thì em sẽ quay phần vỏ luôn cho các bác xem nhá. Đây, chân vỏ này, sơn đẹp này. Xe này thì chỉ va quẹt bên ngoài thôi. Chứ còn thì về khung xương các thứ, cột kèo các thứ, rồi răng rồi tất cả các phần xương là nguyên nhá, không bị tai nạn vào đến khung xương đâu. Các bác yên tâm như vậy nhá. Đấy, không tai nạn, không ngập nước. Đấy, chỉ bị va quẹt nhẹ thôi. Đấy, đây là phía sau. Xe trang bị có 8 ghế ngồi. Đấy, Innova này các bác biết rồi. Đấy, xe nào cũng vậy, đều được trang bị là có 8 ghế ngồi. Thì hai hàng ghế đằng sau đây được treo lên như thế này. Có 8 ghế ngồi các bác nhá. Đây lốp dày này các bác này. Đấy, lốp dày. Tí em quay gầm sau nhá các bác, mình xem phần nội ngoại thất trước đi. Đấy, nước sơn quá bóng luôn, quá đẹp luôn.
Đây phần đây là phần tắp đi tắp nô đây. Bốn kính điện thì xuống vù vù luôn. Nhẹ êm luôn các bác nhá. Đây lộn tiếp bên trong. Đồ nhựa nó đẹp đấy các bác này, đồ nhựa đẹp này. Đấy, quay gần một chút nhá. Rất là sáng bóng này. Rồi, ok, tiếp tục nào. Các bác cùng di chuyển cùng em. Đấy, đi đến những cái vị trí nữa. Những cái vị trí tiếp theo các bác mình xem kỹ nhá. Em quay gần, quay kỹ các bác mình xem chi tiết. Yêu thương mẫu này thì mình cứ xem hết video cho em, xem đến cuối video cho em. Em sẽ quay cả gầm, quay cả máy nữa luôn cho các bác xem nhá. Rồi, ok chưa ạ? Nội thất đây, tắp nô tắp đi nhá. Kính của xe thì cũng đã được bọc dán rồi các bác này. Bọc dán hết rồi, bọc dán xung quanh rồi. Đấy. Nhìn bên ngoài dễ, và các bác nhìn vào bên trong thì hơi khó một chút vì được bọc kính đen rồi. Đấy, có sinh nhan nằm trên gương. Đấy, đăng kiểm của xe đây, tháng 4 năm 22. Mẫu xe Toyota các bác biết rồi, cực bền cực lành luôn. Đấy, tầm khoảng 8-9 lít thôi. Cái mức xăng cũng khá hấp dẫn. Đấy, không nhiều để mình mua về sử dụng. Đấy, như vậy thì cái phần lộ ngoại thất em cũng đã quay xong rồi. Bây giờ mời các bác xem gầm, xem máy. 011 cũng là một những cái yếu tố khá là quan trọng đúng không ạ? Đấy, khung gầm sexy đẹp. Nốt của xe được làm dưới gầm nhé, nốt phòng đấy ạ, làm dưới gầm. Đây các bác nhìn này, đẹp luôn. Đây đẹp luôn này các bác này. Bẩn thôi đúng không ạ? Rồi, để tiếp theo là cái phần động cơ của chiếc xe này. Các bác mình liên hệ sớm để chốt một mức giá yêu thương nhá, các bác lưu ý. Và mình hãy đến xem xe trực tiếp tại siêu thị ô tô Hải Dương, nằm ở tại 90.2 Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Khi các bác lên xem thì mình có thể là mình lựa chọn một vài con khác cũng được vì rất là nhiều xe khác nữa để cho các bác mình tham khảo nhé, rất nhiều luôn, trên 100 chiếc xe các loại. Các bác hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để nhận những video mới nhất bên em tải lên. Còn bây giờ là phần khoang máy, đây các bác xem khoang máy đây. Đây khoang máy đây, khoang máy đây nhá, máy êm, nổ êm ru luôn, êm thít luôn. Về máy các bác không chê đâu, về máy cực chất luôn các bác nhá. Máy chất gầm chắc, chạy không có tiếng kêu, số nhẹ, côn nhẹ, mọi chức năng về điện đóm, tất cả những cái vị trí khác, chức năng khác hiện tại đang hoạt động bình thường nhá. Đấy thì video này thì em đã quay xong, giới thiệu xong rồi. Các bác hãy liên hệ trực tiếp cho bên em theo hai số điện thoại mà em ghi ở trên biển đây. Đây các bác nhá, hai số này, Facebook rồi YouTube, Zalo bên em dùng theo hai số này luôn. Chuẩn bị có thêm số khác nữa thì mình cứ tạm thời theo hai số này trước các bác nhá. Các bác gọi một cuộc không được, mình gọi 2-3 cuộc cho em. Đấy các bác nhá. Đây, về vấn đề sang tên đổi chủ thì bên em hỗ trợ đầy đủ khi các bác cần, và mình có thể để nguyên biển làm công chứng ủy quyền đi được rồi. Mọi thủ tục sang tên đổi chủ bên em đều hỗ trợ cho các bác khi cần. Và để biết thêm tình trạng của chiếc xe, muốn tư vấn thêm về chất lượng, muốn tư vấn thêm về như là vận chuyển nữa thì các bác hãy liên hệ nhá. Bên em có ship xe, có chuyển xe, có giao xe toàn quốc. Các bác ở quanh khu vực miền Bắc đơn giản rồi đúng không ạ? Bên em sẽ chuyển xe đến cho các bác mình kiểm tra, bác xem xong ưng thì lúc đấy mới xuống tiền mới chốt các bác nhá. Đấy, hơn 200 triệu thôi mình đã có thể là mua chiếc xe đẹp mỹ mãn như này luôn rồi này các bác này. Đấy. Thì em đã quay xong rồi các bác ạ, em xin tạm dừng và kết thúc video nhá. Gặp lại các bác vào video lần sau đi, các bác hãy nhớ xem và ủng hộ bên em ạ.